Dạ, em Phượng xin kính chào anh chị ạ. Hiện tại em đang có mặt ở đây nè. Cái đường bê tông trước màn hình anh chị là đường Nguyễn Văn Lực nha. Tọa lạc tại ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây chủ có ký gửi cho bên em một cái thửa đất có tổng diện tích là 500 mét vuông nằm trên cái mặt tiền đường ranh này nè. Với mặt tiền của mình nó 16,5 mét luôn mà giá thì chỉ có 600 50 triệu đồng ạ. Dạ, theo hướng màn hình của em á, là mình đi tầm khoảng hơn 500 mét là mình sẽ ra đến ngay vị trí cầu Ba Phó đó. Ở đó thì mình đi thông ra nè, huyện lộ 36, đi về Ủy ban Bình Trưng, về chợ Dưỡng Điềm, chợ Thục Nhiêu, hoặc là mình đi về quốc lộ 1A, đường thì thông thoáng. Mình cũng có thể đi thông qua nè, tỉnh lộ 876 Vĩnh Kim luôn. Dạ, đường thì rất là thông thoáng luôn nha, rất là đẹp, dân Dân cư cư thì ở đông đây thì đúc. sống rất là đông đúc luôn. Rồi còn theo cái hướng ngược lại này, theo cái hướng ngược lại này á, thì mình sẽ đi thông ra đường nhựa Phan Thanh. Đường nhựa Phan Thanh có bề mặt rộng khoảng là 5 mét. Ở đó mình cũng thông về được huyện lộ 36, ủy ban Bình Trưng, hay về tỉnh lộ 876, rồi ủy ban xã Đông Hòa ra quốc lộ 1A. Lâu lâu đi thu điện đường cũng được. Ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 500 mét vuông, hướng đất của mình nó là hướng Tây nha. Với mặt tiền ngang là 16,5 mét luôn. Giá là 650 triệu đồng. Tuyến đường ở phía trước mình là tuyến đường thông nè, quy hoạch mở rộng là 3,5 mét, cột điện đã ngang đất hết luôn rồi. Khu vực này thì dân cư sống hiện hữu rất là đông đúc luôn. Từ quốc lộ 1A anh chị cô chú mình á, chạy vào đây chỉ tầm khoảng là 3 km thôi. Mình ra chợ, trường học, ủy ban, trạm y tế cũng như tất cả các nhu cầu cần thiết của xã hội chỉ trong vòng bán kính là 1,7 đến 2 km thôi ạ. Đất mình là hướng chánh tây, đất thì rất là đẹp luôn nha. Năm trăm mét vuông với mặt tiền ngang là 16,5 mét. Khoảng từ ngay chỗ cái vị trí này, trí cây dừa này kéo dài xuống đây là 16,5 mét nha. Đây kéo dài tới khoảng cái vị trí này là 16,5 mét. Cạnh bên đây á, là 27 mét. Cạnh bên phải mình là 32 mét. Tổng diện tích là 500 mét vuông. Hướng đất đó là hướng Tây. Chủ đang kêu bán cái hướng của mình với giá là 650 triệu đồng ạ. Đất thì hiện tại nè, trồng rất là nhiều loại cây trái luôn. Đất cao ráo bằng phẳng. Để em sẽ di chuyển qua phía bên đất vườn, đi vào trong vào cái khu vườn cho mình xem chi tiết nha. Đây. Hiện tại trên đất mình đó thì còn có 3 lít đất thạch cao ráo thế này nè, và hai cái mương nhỏ để lấy nước tưới tiêu. Đất cao ráo bằng phẳng, sạch đẹp, không mồ mả nha, chung quanh cũng không luôn. Rồi em xin phép được lặp lại một lần nữa, tổng diện tích đất là 500 mét vuông, mặt tiền ngang là 16,5 mét về hướng chánh tây. Cạnh bên trái của mình là 27 mét, cạnh bên phải là 32 mét. Chủ đang kêu bán với giá là 650 triệu đồng. Tọa lạc tại ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Mình ra đến quốc lộ 1A chỉ tầm khoảng á là 3 km thôi. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh anh chị mình về đến đây á là khoảng 65 km. Tuyến đường phía trước của mình á là tuyến đường thông nha, dân cư thì rất là đông luôn. Đường Nguyễn Văn Lực hiện tại bê tông 2,2 m, đường này thì xe ô tô 4 chỗ là mình di chuyển được vào rồi ạ. Và có quy hoạch mở rộng luôn là 3,5 m. Tuyến đường của mình là tuyến đường thông. Ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, 500 mét vuông với mặt tiền ngang là 616,5 mét, cạnh bên phải là 32 mét, cạnh bên trái là 27 mét. Đất sạch đẹp nha, không mồ mả. Xung quanh
thì em thấy cũng không luôn nè. Đây em di chuyển tới vị trí cuối đất của mình rồi. Cạnh bên này của mình là 32 mét nè, cũng kéo dài qua 16,5. Cạnh bên trái lên á là 27 mét. Tổng diện tích toàn bộ của mình là đất là 500 mét vuông. Nè, trên đất á, thì đang trồng dừa nè. Em thấy có bưởi nè, dừa, có chuối luôn. Đó. Đất thì cao ráo bằng phẳng nha, sạch đẹp, không mồ mả. Khu vực này thì dân cư sống rất là đông đúc luôn, hàng xóm chung quanh. Đó. Tuyến đường phía trước của mình là tuyến đường thông nè, này nước wifi để kéo ngang đất hết. Mình ra đến quốc lộ 1A chỉ khoảng là 3 km. Rồi mình về thành phố Hồ Chí Minh á, em tính từ vị trí bến xe miền Tây thì khoảng là 65 km thôi ạ. Mình ra chợ, ủy ban, trường học, trạm y tế, Bách Hóa Xanh là khoảng 2 km. Đất sạch đẹp, cao ráo, bằng phẳng nha, không mồ mả luôn. 650 triệu đồng á, chủ bao hết với phí công chứng tên đến khi ra sổ cho mình luôn. Hiện tại trên đất mình á, thì mình có được 3 lít đất thịt nha, và 2 cái mương nhỏ để lấy nước tưới tiêu luôn. Đất tương đối cao, cao bằng mặt đường luôn ạ. Cột điện lớn phía trước của mình rồi. Đó, em đã đi vòng quanh hết cái khu vườn của mình luôn rồi, rất là đẹp. Rồi em xin phép được lặp lại một lần nữa về cái thửa đất vườn của mình nha. Tổng diện tích 500 mét vuông với mặt tiền ngang là 16,5 mét, chiều sâu vô cạnh bên trái là 27 mét, cạnh bên phải là 32 mét, hướng đất quay về là hướng chánh tây. Chủ đang kêu bán với giá là 650 triệu đồng, ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đường ở phía trước mình là đường bê tông Nguyễn Văn Lực, tiền hiện tại là 2,2 mét nha, và đã quy hoạch mở rộng là ga bạc 3,5 mét. Và thành phố Hồ Chí Minh, anh chị cô chú mình về đến đây chỉ khoảng là 65 km thôi. Mình ra quốc lộ 1A là khoảng 3 km, ra chợ, trường học, trạm y tế Bách Hóa Xanh thì khoảng là 2 km ạ. 650 triệu là chủ sẽ bao hết thuế phí công chứng sang tên luôn nha. Rồi em xin phép được kết thúc video của em ở đây. Một lần nữa cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với cô chú anh chị đã lựa chọn theo dõi video của em trong hàng ngàn hàng vạn video khác ạ. Rồi, anh chị cô chú mình có quan tâm đến thửa đất vườn em đang giới thiệu, vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947071309. Và em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ạ. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo nha.